Hi, hello, xin chào các bạn. Đây là cái video mà mình sẽ giúp và hướng dẫn các bạn tạo ra một cái cạc, tạo ra một cái cạc quảng cáo khi mà các bạn sử dụng Canva để tạo ra cái cạc quảng cáo. Thì các bạn chỉ cần vào canva.com và đăng nhập bằng cái nick Google của các bạn là được. Các bạn chỉ cần đăng ký và sử dụng theo nick Google là xong. Thì giờ mình sẽ lựa chọn vào cái phần Canva này, tôi sẽ về trang chủ. Chúng ta sẽ chọn một cái nào liên quan đến cái đây này, 12, đây là 1920 và 1080 này. Đấy, thì nhưng mà đấy là cái kích thước của một cái cạc. Thì chúng ta chỉ cần gửi cho người in cạc, họ tự đưa Photoshop, họ tự thu bé lại cho chúng ta và họ làm. Nhưng khi chúng ta làm, chúng ta cứ làm to. Thì ở đây mình sẽ search từ cạc đây để mình lấy mẫu của trên này. Đây thì mình sẽ lấy cái mẫu ngang, mẫu này, mẫu dọc thì mình không lấy. Mình sẽ lấy cái mẫu, những cái mẫu ngang như thế này. Thì mình muốn làm cái cạc đó là cái máy thiết bị vệ sinh nhà tắm công trình, thì mình sẽ phải lấy một cái mẫu nào đó nó có liên quan đến cái công việc. Ở đây nó toàn những cái thanh chiêu này, cái cạc này nó mang cái tính chất chúc mừng quá, thì các bạn chỉ có tìm kiếm thôi. Ở đây nó có những cái cạc mẫu sẵn này, thì chúng ta có thể chỉnh sửa và edit sau. Thì mình sẽ chọn được 1-2 cái này mình vừa thích vào thì nó không biết ra gì. Cái cạc này mình thay ảnh của mình vào đây được nhỉ, thay một cái ảnh của mình vào đây, hay thay một cái mình chưa tưởng tượng là mình thay cái gì vào đây cho đẹp. Chủ yếu là cái ý tưởng của bạn là cái gì ấy, thì khi các bạn làm cái cạc như thế này thì các bạn có cái ý tưởng sẵn ở trong đầu rồi, thì khi các bạn đi tìm khi các bạn đi dò dò như thế này thì các bạn bắt đầu là có một cái sự tương đồng giữa cái ý tưởng trong đầu của bạn với cái mà bạn đang nhìn thấy trên màn hình, thì các bạn sẽ dễ tìm thôi. Tìm sao cảm giác là chúng ta có thể chỉnh sửa được, chúng ta có thể ấy được, thì mình cũng đang cố gắng tìm. Bây giờ mình sẽ thử cái mình vừa chọn nhá. Mình sẽ cố gắng tìm một cái nữa, xong rồi mình sửa cái mình vừa chọn. Làm sao trong 15 phút thì mình phải làm ra được một cái cạc trông nó ưng ý một chút. Thực ra cạc thì nói chung là nó chỉ có một số các họa tiết vớ vẩn, đơn giản, đấy, bắt mắt hoặc là dễ nhìn, còn đâu hoàn toàn là chữ thôi. Thế còn các bạn nó không cần phải nó làm cái gì mà nó nhiều trang trí hay nhiều hoa văn như này cả, thì nó sẽ thành ra các nội dung khác. Chỉ là các bạn muốn cung cấp thông tin của các bạn cho khách hàng thôi, cho nên là chúng ta cứ bình thường, bình tĩnh, chúng ta cứ lựa chọn cái cơ bản đơn giản. Chúng ta là nhà kinh doanh, chúng ta không phải viết thiệp chúc mừng, không phải là làm những cái trang trí cạc mà các bạn trang trí nhiều đấy thì người ta nhìn vào nó rối mắt, để tại chẳng muốn đọc cái chữ bên trong đâu. Thì các bạn làm sao là nó nổi bật, nó vừa nổi bật, nó vừa thanh cảnh, nó vừa gọn gàng, nó vừa toát lên cái vẻ thanh tú đấy, chứ đừng có màu mè quá, màu mè rồi là diêm dúa quá, khi người ta nhìn thấy nó diêm dúa người ta cũng thích lắm. Nó không đơn điệu nhưng mà nó đủ, các bạn hiểu không? Nó đủ, tự dưng mình thấy thích cái này từ từ. Ok, tí mình sẽ lựa chọn tiếp. Bây giờ mình sẽ làm những cái này cho nó tự nhí hơn. Giả dụ như cái ảnh này ra, bây giờ mình sẽ thay vào một cái ảnh khác, mình sẽ tải, mình sẽ kiếm thêm một cái ảnh khác để mình tải lên ra. Đây, giả dụ như thế này. Mình nhận thấy cái mặt của mình thế nào, có cái ảnh nào có cái mặt của mình nó liên quan đến lĩnh vực nhỉ? Như thế này cũng không được đẹp lắm, nhưng mà mình sẽ edit. Bây giờ mình sẽ edit những cái này thử xem. Bây giờ mình sẽ nhưng khi là cái này không đẹp lắm, cái này để mặt mình hay như thế nào đẹp hơn. Mình sẽ để cái này ra. Cái này lại không cắt được cái này, để chỉ chuyển cái này. Này khó hết. Này đâm ra rất là xấu, nhìn này rất là xấu. Đấy, bởi vì nó có cái viền này ở giữa. Rất là xấu. Bây giờ mình sẽ thử nhé, mình sẽ ghi nhận điện máy này. Điện máy giá tốt, cái này bị lỗi phông chữ rồi, Hải Phòng. Rồi, cũng đẹp đấy. Xuân Lộc. Rồi, cái này nó là thương hiệu, cái này nó là tiêu đề, cái này nó là tiêu đề này, cái này nó là thương hiệu này. Thương hiệu thì nó viết rất là đẹp, thì mình lấy cái thương hiệu. Hay là mình đây mình xóa chữ Xuân Lộc đi. Mình xóa chữ Xuân Lộc đi. Mình cho cái chữ Xuân Lộc ở đây thì để làm thương hiệu. Đấy. Ôi, xong rồi, lỗi rồi các bạn ơi, hỏng hình rồi. Này hỏng hình rồi. Đấy, to quá nhỉ. Cho nhỏ lại thì sao nào? Bây giờ thì mình nhớ cái này cũng tạm được, thì mình sẽ tích là
Đây là nhà phân phối. Đây là nhà phân phối mọi thiết bị công trình. Ôi à, nó bị lỗi phông chữ mình chỉnh nhà này. Đây, ok, nó sẽ giống cái bên trên. Đấy, ok. Được. Bây giờ mình sẽ ghi là, mình sẽ ghi là phân phối những cái gì thì mình sẽ ghi là. Bây giờ mình sẽ để lại này, Zalo. À, cái này mình nghĩ là cái này xuống dưới. Đấy. Thế, cái này còn cái này mình sẽ để lại Zalo. Cái này nó lại phông chữ này cứ bị lỗi. Bây giờ mình sẽ chỉnh. Ta sẽ đưa vào đâu á? Đây. Đây. Ok. Bây giờ cái này mình sẽ đổi thành Zalo. 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 Zalo gạch ngang 2 chấm, Zalo 2 chấm. 969 895. Ok. Cái này mình đánh dấu chấm mà nó cứ ra dấu phẩy. Ok. Zalo. Fanpage Facebook không nhỉ? Cái gì nữa nhỉ? YouTube không nhỉ? YouTube Vlog với lại website. Đấy, gian hàng. Đó, ok nhất à. Như vậy nhỉ. Hay mình nghĩ chỉ cần một cái Zalo thôi. Đỏ lét lên. Phóng to lên. Vừa phải. Ok. Mình nghĩ này là ok đấy, còn sản phẩm thì mình sẽ đưa vào đây. Đấy, như thế này. Mình sẽ đưa những cái sản phẩm vào đây. Như thế này thì trông nó cũng tạm tạm được. Đấy, thì mình hướng dẫn qua các bạn như vậy thì các bạn có thể lựa chọn những cái tem khác ở đây để các bạn chỉnh sửa. Đấy, như thế này có thể ví dụ mình có thể chỉnh sửa xuân lộc ở đây. Ok, đấy, xong rồi mình lại cho cái điện máy ra tốt Hải Phòng vào. Đấy, các bạn có thể thêm nội dung này, cái phần văn bản các bạn thêm nội dung. Các bạn có thể thích cái mẫu có sẵn này. Đấy, để thêm. Đấy, cái mẫu có sẵn này để thêm. Và các bạn có thể thêm vào đây, thêm phụ đề vào đây. Tùy cho các bạn thích nào. Đây. Ví dụ vậy thì mình sẽ đây, cái này phải. Mình sẽ kích vào đây. Đấy. Thì mình cái này mình sẽ kích nhập đây. Ok. Ok. Đấy, ví dụ vậy. Thế mình thay đổi phông chữ đi. Những cái mẫu có sẵn này là thường dành cho tiếng Anh, mình sẽ bị lỗi phông chữ rất là nhiều. Lại cái này cũng hay ấy. Đấy. Cái này nó mang cái chất ấy quá, mang cái chất phát nó cái thiệp mời quá. Mình làm cái gì nó phải. Đấy. Mà nó hơi to. Đây giúp kít xem nào. Đấy, ok. Này nó mới ra cái chất là làm ăn. Kia thì mang cái chất khách mời quá. Đấy, các bạn có thể biết vào đây. Đấy. Thế là mình làm mẫu cho các bạn như vậy để các bạn có thể tưởng tượng, còn mình sẽ thiết kế lại một cái nào đó cho nó thật ưng ý với mình. Nó phải thật ưng ý với mình. Ok. Đấy, giúp kít thêm. Mình cho cái này nó béo lên đi cho chữ nó đậm. Nó không béo được nhỉ. Không béo được đâu. Giúp kít thêm này rất là đẹp rồi nhưng mà lại hơi mờ. Ok. Đấy. Cái này mình có thể cho nhỏ lại. Đấy. Các bạn có thể thêm Facebook này, các bạn có thêm Zalo này, đấy, thêm Lazada hay là thêm một cái gì đó, YouTube các bạn dùng thêm Facebook này, thêm YouTube này, đấy, Facebook là Xuân Lộc này, Facebook Xuân Lộc là điện máy này, giá tốt này, đấy, YouTube chẳng hạn, YouTube thì cũng là điện máy giá tốt này. Để người ta thì tìm kiếm. Hoặc là các bạn tạo ra một cái mã QR code. Đấy, copy cái link của cái kênh, cái trang của mình ấy.
xong tạo ra cái mã QR code để người ta quét mã cái QR code. Để chỉnh cái này luôn. Này trông nó giống thiệp đám cưới quá. Mình sẽ cắt bớt nó đi chẳng hạn. Mình sẽ cắt bằng phần mềm khác. Mình sẽ cho này nhỏ. Đấy. Mình nghĩ là nó chỉ nên bé như này thôi, không nên dài quá, rộng quá. Cái này lại co hết cả. Ok. Theo chữ thôi, đúng không? Được không? Nhá. Đấy. Chứ mà mình dùng một cái phần mềm khác để mình cắt cái viền này nha, được không? Nhá. Tao thể nhân đôi một bức cắt. Đôi bức khác ở đây. Còn kích ở đây thì thêm một bức khác. Hoặc là kích vào đây để nhân bản hai cái trang giống nhau. Các bạn có thể chỉnh sửa một cái ở đây. Nó không ảnh hưởng gì cái trên cả. Đấy. Bạn không nghĩ thì bạn xóa cái trang 2 đi thì nó lại không liên quan đến cái trên cả. Đấy. Và tạo ra cái layer cho chúng ta. Nha, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.